Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con người gốc Việt, đặc biệt là các gia đình khó khăn đang sinh sống tại thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương của Campuchia. Chiều ngày 21 tháng 1 tại trụ sở Hội Khmer Việt Nam ở Phnom Penh, Đoàn Doanh nghiệp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Tết hạnh phúc cho kiều bào tại Campuchia. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chia sẻ, chương trình là một hoạt động chứa đựng tình cảm và ý nghĩa sâu sắc. Cái quan trọng là cái dòng máu mình đang chảy. Không quan trọng là chúng ta đang ở một cái vị trí địa lý nào. Một khi đã chảy cùng một dòng máu với nhau thì đều là người Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Tiên cũng rất là mong muốn mình sẽ đem những cái tấm lòng nhỏ của mình thôi để giúp đỡ cho mọi người, để mọi người biết được rằng là ở Việt Nam chúng tôi cũng có rất là nhiều những con tim đang hướng về những kiều bào ở trên nhiều đất nước khác. Đoàn đã trao tặng hàng chục phần quà gồm cặp sách, quần áo, bánh kẹo, tiền mặt cho học sinh là con em người gốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1, đoàn sẽ trao tổng cộng gần 500 suất quà và học bổng cho học sinh, giáo viên và một số gia đình nghèo trên địa bàn Phnom Penh và tỉnh Can Đan. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều mặt hàng cây cảnh Tết đã được bày bán, thu hút sự quan tâm của người dân và được thị trường ưa chuộng. Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng nhiều người đã bắt đầu tìm mua các loại hoa lan để chơi Tết. Trong đó, lan hồ điệp được nhiều người tìm mua. Theo các cơ sở kinh doanh hoa Tết, giá lan hồ điệp không tăng so với năm ngoái, dao động từ 200.000 đến 800.000 đồng một cây. Ngoài ra, cũng có dòng lan VIP giá 2 triệu đồng một cây. Năm nay, quất mini hay còn gọi là quất bonsai trồng trong các chậu và lọ có hoa văn cổ được nhiều người mua chơi Tết. Các nhà vườn đang bày bán nhiều chậu quất bonsai có giá hàng chục triệu đồng, hội tụ đủ các yếu tố như dáng đẹp, quả đẹp, có nụ hoa và nhiều lộc. Cụ thể, quất bonsai có giá từ 1 đến 20 triệu đồng một cây, tùy vào kích cỡ, hình dáng và độ độc đáo. Tết Nguyên đán đang tới gần. Trong những ngày này, các thương lái lại ồ ạt tìm đến các nhà vườn tại xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để đặt cọc, thu mua bưởi đỏ Luận Văn để phân phối cho thị trường dịp đầu xuân năm mới. Vườn bưởi nhà ông Nguyễn Văn Tư có trên 1.000 cây. Cách đây vài ngày, gốc bưởi cuối cùng đã được thương lái tới đặt hàng. Năm nào mình làm ra cái sản phẩm này không phải đem đi bán ở xa, mà chỉ có thương lái đến họ lấy tại vườn thôi. Họ lấy hết. Còn đây là vườn bưởi nhà ông Nguyễn Văn Tâm. Sau một năm lo toan chăm bón, giờ là lúc đón nhận thành quả. Năm nay bưởi nhà ông được phân phối đi hơn 15 tỉnh thành phố từ Nam ra Bắc. Nói chung là bà con cũng rất là phấn khởi. Và dịp cuối năm này thì cái nguồn thu của từ cây bưởi cũng rất là lớn. Một hecta thì có thể là cho tới 5-600 triệu một năm. Với giá bán tại vườn dao động từ 70 đến 100 nghìn đồng một trái, bưởi Luận Văn đang cho thấy hiệu quả kinh tế rất cao. Bên cạnh đó, giá trị văn hóa tinh thần mà giống bưởi Tiến Vua này mang lại cũng rất lớn. Cái mô hình mà các hộ đã làm và đem lại quả thì bây giờ bà con nhân dân đang rất muốn là nhân rộng lên. Và cái công tác tích tụ đất đai hàng năm của chúng tôi là phấn đấu là phải thực hiện được cái kế hoạch tích tụ đất đai để giao cho các hộ trồng tập trung. Trong 5 năm qua, xã Thọ Sương đã chuyển đổi được hơn 30 hectare đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng bưởi Luận Văn. Sang năm 2024, huyện Thọ Xuân đang phấn đấu nâng hạng giống bưởi này lên chuẩn OCOP 5 sao nhằm phát huy hơn nữa giá trị của cây đặc sản này. Theo các công ty du lịch, nhu cầu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng mạnh. Nhiều tour đi nước ngoài đã kín chỗ, trong khi tour nội địa vẫn còn nhiều chỗ chờ khách. Theo các đơn vị lữ hành, một trong những nguyên nhân là do chi phí dịch vụ, giá vé máy bay tour đi nước ngoài không tăng cao như giá vé máy bay nội địa. Đối với thị trường trong nước, giá vé máy bay tăng khiến cho các tour chọn gói đường bay nội địa tăng từ 20 đến 40%. Các chuyên gia cảnh báo, càng sát những dịp cao điểm du lịch thì những chiêu trò lừa đảo mua bán combo dịch vụ du lịch giá rẻ càng xuất hiện nhiều hơn với các thủ đoạn tinh vi. Vì thế, du khách cần cẩn trọng trước những sản phẩm du lịch hạ giá bất thường, tìm hiểu kỹ độ uy tín của đơn vị cung cấp trước khi quyết định mua dịch vụ để có được chuyến du lịch chất lượng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không vừa bổ sung thêm 118 chuyến bay tương ứng với gần 23.000 ghế từ thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao.
Trên cơ sở điều chỉnh tăng tham số điều phối tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện nay Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không tiếp tục bổ sung cung ứng trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng và Vinh. Thưa quý vị, vỉa hè tại Hà Nội đang trở thành bãi đỗ xe, nơi buôn bán hàng ăn thay vì là không gian cho người đi bộ. Để quản lý lại không gian này, Sở Xây dựng dự kiến trình đề án thu phí vỉa hè vào quý 2 năm nay. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý khai thác sử dụng vỉa hè trên địa bàn toàn thành phố. Đơn vị đang xây dựng hoàn thiện đề án quản lý vỉa hè trên cơ sở 3 nguyên tắc. Thứ nhất, lòng đường vỉa hè được sử dụng cho mục đích chính là phục vụ giao thông. Thứ hai, hè phố phục vụ chủ yếu cho người đi bộ, kết hợp bố trí hệ thống hạ tầng đô thị theo dọc tuyến. Thứ ba, việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi cho phép. Hiện toàn bộ đề án quản lý thu phí vỉa hè đang được dự thảo và lấy ý kiến của thành viên tổ soạn thảo cũng như các quận, huyện. Thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn là một nét đẹp văn hóa truyền thống vô cùng quý báu của người dân tộc ta. Theo truyền thống của nghề may thì để tưởng nhớ đến vị tổ nghề, người Việt Nam đã chọn ngày 12 tháng 12 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ ngành may. Chương trình tri ân tổ nghề may năm nay do Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam tổ chức là dịp để tôn vinh và tri ân công đức, đóng góp của người sáng lập nghề may và các bậc tiền bối đi trước. Nhân ngày giỗ tổ nghề may, ngày 12 tháng 12 âm lịch, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và các học trò đã tổ chức lễ tri ân giỗ tổ nghề may để tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước và viết tiếp truyền thống ngành may. Là một trong những nhà thiết kế luôn mong muốn các học trò sẽ thành công trong lĩnh vực may mặc vốn chứa đựng nhiều gian truân, vất vả, Chủ tịch Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng chia sẻ về quá trình phát triển của bản thân để có thể đạt được những thành công trong nghề may, đồng thời lan tỏa tình yêu áo dài, những giá trị từ ngành may mang lại cho mỗi cá nhân, để những nhà thiết kế trẻ thêm yêu nghề và vững bước trên con đường đã chọn. Chương trình tri ân tổ nghề may không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, đồng thời đây cũng là dịp để các thành viên trong Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam cũng như những người yêu áo dài có thể gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Tạo hình rồng luôn là hình tượng cao quý và tiêu biểu của nền mỹ thuật dân tộc ta từ bao đời. Cho đến ngày nay, hình tượng rồng vẫn tiếp tục được kế thừa, sử dụng trong mỹ thuật hiện đại. Mới đây, triển lãm vẽ rồng dành cho người trẻ đã được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Qua góc nhìn và nét vẽ hiện đại của các nghệ sĩ trẻ, linh vật rồng trở nên độc đáo, ấn tượng, đem đến nhiều góc nhìn thú vị, vui vẻ cho cộng đồng người yêu sáng tạo trước thềm Tết đến xuân về. Với người Việt, rồng không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh mà còn là vật linh trong tín ngưỡng văn hóa dân gian với nhiều gắn bó gần gũi cả về đời sống lẫn tâm linh. Trong dân gian thì con rồng được quan niệm trước hết là chúng ta nhìn đến tổ tiên của chúng ta thì đó là con rồng cháu tiên. Nó như một cái nia điềm lành đối với đời sống dân gian, và khi thấy cái hình tượng rồng xuất hiện thì đó là cái sự may mắn, sự trường tồn, sự bình yên, tượng trưng cho sự tốt đẹp trong đời sống của con người. Hình tượng rồng vì thế mang đến rất nhiều cảm hứng đa dạng cho giới sáng tạo, từ đậm nét văn hóa truyền thống đến phá cách trẻ trung hiện đại. Từ hiện thực đến bán trừu tượng, biểu hiện, lập thể. Đi vào con rồng thời Nguyễn để thể hiện tác phẩm lần này, tôi lấy cảm hứng từ trò chơi truyền thống tò he của nước ta. Mong muốn là qua tác phẩm hiện đại của tôi thì các bạn trẻ sẽ có nguồn cảm hứng tích cực và phấn khởi hơn và vui vẻ hơn khi tìm hiểu về trò chơi truyền thống. Vẽ khó nhất trong 12 con giáp. Thành ra cũng cảm giác đây như là một cái thử thách. Tôi lấy cảm hứng từ hình ảnh đường sắt Việt Nam, cái hình ảnh tàu lai rồng đó giống như một cái gọi là giống như một cái mắt xích, một cái hình ảnh ẩn dụ cho sự đoàn kết, sự kết nối giữa ba miền của Việt Nam. 80 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm thể hiện hình ảnh rồng đa dạng trong nhiều khía cạnh, từ văn hóa, lịch sử, di sản đến đời sống thường nhật, truyền tải những thông điệp tích cực về linh vật năm mới Giáp Thìn 2024.